Trung vệ Đình Trọng chia tay Hà Nội FC để gia nhập đội bóng nào? Trung vệ Trần Đình Trọng chia tay câu lạc bộ Hà Nội trước thêm V-League 2022 vì không tìm được tiếng nói chung trong thỏa thuận gia hạn hợp đồng. Câu lạc bộ Hà Nội đã đưa ra thông báo chia tay Trung vệ Đình Trọng trước khi hợp đồng giữa đôi bên hết hạn vào tháng 4, 2022 sắp tới. Giám đốc điều hành của câu lạc bộ Hà Nội, ông Nguyễn Quốc Tuấn, cho biết Đình Trọng có nhiều cống hiến cho đội bóng trong những năm qua. Chúng tôi rất trân trọng đóng góp của cậu ấy. Thời gian qua, chúng tôi có đàm phán nhưng không tìm được tiếng nói chung trong việc gia hạn hợp đồng. Đình Trọng muốn thử sức ở môi trường mới. Theo nguồn tin đội bộ, sau khi quyết định chia tay câu lạc bộ Hà Nội, Trung vệ sinh năm 1997 nhiều khả năng cập bến câu lạc bộ Bình Định trước khi mùa giải V-League 2022 bắt đầu. Đội bóng mới góp mặt ở V-League từ mùa trước đang có nguồn lực lớn để đầu tư cho mục tiêu dài hạn. Trước Đinh trọng, câu lạc bộ Bình Định đã chiêu mộ hàng loạt cầu thủ tên tuổi của bóng đá Việt Nam hiện tại như tiền vệ Mạc Hồng Quân, Nghiêm Xuân Tú, tiền đạo Hà Đức Chinh. Đoàn quân của huấn luyện viên Nguyễn Đức Thắng được đánh giá là một trong những thế lực đáng gồm của V-League 2022 sắp tới để cạnh tranh với Hà Nội FC, Hoàng Anh Gia Lai và Sông Lam Nghệ An. Trên trang Facebook cá nhân, Đinh Trọng chia sẻ, đây thật sự là một quyết định khó khăn đối với tôi. Để đưa ra quyết định khó khăn thế này, tôi đã phải suy nghĩ một thời gian rất dài không thể tiếp tục đồng hành cùng hà nội fc là một điều tiếc nuối trong sự nghiệp cầu thủ của tôi nhưng đây cũng là một bước tiến mới cũng như là một trang mới trong sự nghiệp cầu thủ trong khi đó quyết định để đình trọng ra đi cũng nằm trong một phần kế hoạch đổi mới nhân sự của đội bóng thủ đô thời gian qua câu lạc bộ hà nội đã chia tay hàng loạt ngoại binh và cầu thủ nổi đồng thời chiêu mộ nhiều cầu thủ mới như tiền vệ hai long tiền đạo phạm tuấn hải hiện tại Hà Nội FC đang tiến hành đàm phán gia hạn hợp đồng với ngôi sao lớn nhất tiền vệ Nguyễn Quang Hải khi hợp đồng cũng hết hạn vào tháng 4, 2020, hai sắp tới. Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại, hai bên chưa tìm được tiếng nói chung.